Ngày 29 tháng 5, Phòng Cảnh sát Hình sự PC02 Công an thành phố Hồ Chí Minh đã bàn giao Nguyễn Công Thuận, sinh năm 1996, ngụ quận Tân Phú, Dương Lê Tuyên Tài, sinh năm 1995, ngụ huyện Bình Chánh, cho Công an quận 10 để điều tra về hành vi cướp giật tài sản. Trước đó, chiều 26 tháng 5, trinh sát đội 3, phòng PC02 phối hợp cùng Công an quận 10 tuần tra trên địa bàn thì phát hiện Thuận đi xe máy có dấu hiệu nghi vấn. Bằng nghiệp vụ, công an xác định Thuận cướp giật điện thoại ở đường Nhật Tảo, phường 8 nên áp sát khống chế. Thấy trinh sát lại gần, Thuận vội tăng ga xe bỏ chạy, hòng tẩu thoát. Cảnh sát hình sự vội truy đuổi thì Thuận tăng ga phóng bạt mạng qua nhiều con đường. Khi trinh sát áp sát thì Thuận ép lại xe lực lượng cảnh sát. Sau khi truy đuổi tới huyện Hóc Môn, xe trinh sát vượt lên xe của Thuận và khống chế được đối tượng. Một tổ trinh sát khác cũng tiến hành bắt giữ được Tài là đồng phạm của Thuận khi đang lẫn trốn ở huyện Bình Chánh. Qua làm việc, cả hai thừa nhận gây ra vụ cướp ở đường Nhật Tảo với nạn nhân là một người phụ nữ. Cả hai từng gây ra hai vụ cướp giật tài sản khác ở quận 10. Thuận và Tài có nhiều tiền án tiền sự về tội cướp giật tài sản.